Dù Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã điểm mặt các tuyến đường ở quận 1 có tình trạng dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, chiếm dụng lòng đường, thế nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Theo ghi nhận của PLO, tại nhiều tuyến đường ở quận 1 như đường Lê Duẩn, đường Hàn Thuyên, đường Hai Bà Trưng, đường Ngô Đức Kế, tập trung rất đông ô tô dừng đỗ xe không đúng nơi quy định tại các khu vực trên không có biển dừng đỗ có thu phí. Dọc hai bên đường, các xe ô tô đậu xe nối đuôi nhau. Đáng nói, các tài xế dừng đỗ xe chỉ để vào công viên hóng gió bấm điện thoại hoặc thậm chí để nói chuyện, nghỉ ngơi. Một số tài xế ngồi trên xe không cho phương tiện di chuyển mà bật xi nhan. Tình trạng dừng đỗ xe không đúng nơi quy định đã làm cho nhiều tuyến đường bị ùn ứ, các phương tiện lưu thông di chuyển khó khăn do bị khuất tầm nhìn. Trước thực trạng trên, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương có thẩm quyền tăng cường quản lý vỉa hè, lòng đường, các điểm trông giữ xe thực hiện nghiêm quy định về hành lang an toàn giao thông. Sở cũng đề nghị công an thành phố chỉ đạo lực lượng xử lý tình trạng dừng đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông, đồng thời phối hợp tiếp nhận hình ảnh từ hệ thống camera của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị để xử lý vi phạm về dừng đỗ xe.